và Linh kính chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay Linh lại tiếp tục làm clip các bạn xem. Thì các bạn ơi, cũng khá là lâu rồi Linh không có làm clip đi bảy bề bẹp đó các bạn. Thì bên Linh bỏ kênh này cũng tầm một tháng rồi các bạn. Tại vì Linh gặp sự cố rất là nhiều chuyện luôn các bạn ơi, nên mình không có đi quay được. Thì bây giờ hôm nay ở xưởng làm nên anh em mình nghĩ các bạn nên rủ anh em về. Linh có đặt một mớ bẫy rồi anh em về chơi sẵn, đi dẫn anh em theo đi thăm bảy bên bị đó các bạn. Thì thử mà có dính á thì Linh với mấy anh em sẽ quay lại cho tất cả các bạn xem nha. Thì bây giờ Linh mời tất cả các bạn đi theo Linh nha. Ok, thì mình đi đặt ở trong cái vườn chuối đó các bạn. Áo đen nó tên Sang nha các bạn, rồi hàng trước nó tên Hồng Hà nha các bạn. Còn đây hàng hủ tài nữa này các bạn, thấy không? Đây. Giờ đi hẳn luôn. Ơi cái ná nó đâu rồi? Cầm cái ná để coi hồi có con gì không tao bắn nha. Rồi quẹo nha. Quẹo. Mình đi 27 thử có dính thì hồi về mình lấy bìm bịp mình nướng ăn đồ các bạn ơi. Mà không biết là có dính hay không cơ. Vô cái vườn chuối này mát ghê các bạn. Mấy vỏ ốc đó mềm bẹp nó ăn á. Cái ảnh này tao đặt có hai cái à. Giờ đặt đâu quên luôn nữa, mới ghê nữa này chứ. Đây đây cái nè các bạn. Mà nó đập rồi mà không dính các bạn ơi. Nó đập mà bị sảy rồi. Ôi anh em đợi tôi. Ơi người đặt bẫy mà không cho đi trước mà đi trước hết trơn rồi. Chết luôn. Nè cái cây dừa này là cái clip đầu tiên tao đi làm clip bắt ổ ong với thằng Tiễn á hả. Cũng trong cái vườn này nè. Vô anh em mình bay qua nè. Đó thấy không. Tới Hồng Hà nè. Sao mày đưa trách nhiệm cho tao. Đó hay quá. Tiếp tiếp. Ok đi tiếp các bạn ơi. Ơi Hữu Tài hồi dở bẫy luôn nha Hữu Tài. Dòm kỹ kỹ á. Nhiều khi tao đặt đâu tao cũng không nhớ nữa. Nhiều chỗ lắm. Đi dòm với vỏ nha. Đi nè. Nè đi trước đi. Đào vô bẫy nó kẹp một cái là cái vò. Mê luôn á. Anh Linh mới đào cái bẫy nè. Vậy luôn hả? Thấy chưa? Mở ra, giật cọng dây nè. Mở chị. Tao nói mày nhiều. Tao nói mày nhiều khi tao đặt mà tao quên là vậy á. Đạp cái em giật mình luôn. Rồi bỏ vô đi. Bỏ vô đi, hồi về tao quấn cho. Dụng vô luôn đi. Tốc độ lẹ gì vậy nè. Trễ rồi. Anh đi chơi nè. Chạy hen. Đi, đi tới luôn. Ôi cái da rắn nè. Thầy da con rắn. Ôi ổ dài kìa, dài kìa. Trời trời. Ổ dài kìa. Thầy da rắn không hành mà. Ôi cái da rắn không các bạn. Đây vô đặt với rắn là lụm luôn. Tới luôn. Tới luôn cứ đi thẳng. Ủa,
Ừ. Sáng 6 giờ là mình đã đi đặt bẫy rồi đó các bạn. Nguồn sáng mùa sương không à. Nè, sang vô lấy cái bẫy này sang. Không dính rồi. Đây. Đây. Đó. Lấy sao? Sợi dây nè, sợi dây trong đây nè. Đó có cái mối không? Giật ra. Ừ. Giật mạnh nha. Ok rồi, cầm lên nè, vũ xuống. Ừ, đó hay quá sang ơi. Đúng là sang của ta. Nãy giờ đi hầm mấy cái mà không thấy dính luôn các bạn ơi. Coi chừng nha, đi từ từ nha, vòng vòng nó có bẫy á. Kè 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 cái bẫy dưới giò kìa, thấy không? Xém nữa hạ đạp là tiêu rồi. Đâu lên. Rồi giật ra sang. Rồi hắt đút rồi. Giật mạnh ra, ừ. Đó đó đó, vô tay rồi chảy máu nha. Cẩn thận nha. Ôi giờ đi đâu nữa rồi? Thẳng luôn. Nghe đây có cái bẫy nữa nè. Đó, dở. Nghe. Mình không thấy luôn. Nghe đi nó không thấy, nó đạp là toan luôn á. Đó thấy chưa? Cái bẫy này nó nhà dữ lắm các bạn ơi. Còn nữa không? Còn. Giờ thấy không dính các bạn, giờ còn một rãnh nữa. Vô hửa coi dính, ở trong đó có một cái hả? Đi vô luôn sang, ở đây nè, đây. Ở đây nè. Vô trong này coi dính không? Đó sang, thấy không? Đó, nó đập luôn đó, kìa ở trên cái sợi dây nè, thấy không? Kìa. Đó. Đó cầm, giật, cái bẫy đó đập rồi khỏi sợ nữa. Nó gị mạnh ra. Ok. Dây. Đó. Có dính các bạn ơi. Thăm hồi nãy giờ không dính, không nôn gì hết. Sao anh chui vô cái lùm này anh đặt dữ vậy? Phải chui vậy mới có dính chứ. Đâu? Nè bên đây nè. Ôi ôi con bìm bịp già luôn mày ơi. Chán luôn nè, nè, qua thăm đi. Ơi đã quá đã các bạn ơi. Giờ sao kìa, cái sợi dây kiếm cái đầu mối trước, cái đầu dây á nè, giật cái mối ra. Đây còn mình bịp già luôn các bạn. Người đến bẫy luôn ha, khỏi áo. Bỏ vô dở luôn được là được rồi, cầm cái bẫy giật ra. Ừ. Đó cuối cùng thì hâm nãy giờ cũng dính rồi các bạn ơi. Đây. Đây không các bạn, nãy giờ được một con bìm bịp các bạn. Đó giờ mới hay dính cẩn cẩn luôn. Đây con bìm bịp già đàng hoàng. Rồi, bỏ vô giỏ luôn đi. Bỏ vô luôn. Rồi còn một cái, còn cũng 5-6 cái bẫy ở trong kia nữa, bây giờ các bạn đi theo mình luôn nha. Rồi đi luôn xem. Ok thì mình đã vô được cái lâm mới các bạn. Không biết ở trong đây có hay không thì mình sẽ đi thăm cái bẫy. Ok, có dính các bạn ơi. Có dính mà này con bìm bịp non các bạn. Này không phải con bìm bịp già. Đây. Được một em nữa các bạn. Mà bìm bịp non nha. Đã không? Phải anh em rồi phải hưng phấn lên, mình phải vui lên chứ không có mệt nữa. Nãy giờ anh em đi anh em mệt quá các bạn ơi, giờ đi gên la gầu gỉ ở đây nè, tập luyện thêm nhiều. Còn thanh niên này chuẩn bị đi nghĩa vụ rồi mà giờ chút gian nan vậy mà gên gỉ rồi, buồn quá các bạn ơi. Nè đi nè. Ừ giờ tao đi đâu thì cái bước theo dò tao vậy nha. Ừ. Anh Trang ghen kìa mời anh Trang. Lẹ, đi lẹ anh em, còn mấy cái nữa hết rồi. Vậy, ghen đi.
Chỗ nó mốt mày đi nghe, nghĩa dậu tới. Em có đi nghĩa dậu đâu đó. Hồi đi thẳng rồi quẹo phải nha. Sáng mình đặt ở trong bên đó đó các bạn, có một cái bẫy rất là ngon luôn. Mà mình không biết có dính không các bạn ơi. Giờ mình qua mình thăm thử nha. Chứ mình thấy mềm mềm nó ăn, nó để vỏ ốc ở đó rất là đã luôn các bạn. Ở trong đây cu đất quá trời luôn. Rồi. Ui nó đập mà sảy các bạn ơi. Nè các bạn xem nè, vỏ ốc nó ăn nó để nè, thấy không các bạn. Bảy cái bẫy này nó cũng đập luôn, sảy các bạn ơi, không dính các bạn. Ổn quá. Làn da cháy nắng. Làn da cháy nắng hả? Giờ nó đơ hết rồi, còn có mấy cái nữa, gán đi. Gần xong rồi. Trời ơi, con rắn mối mập lù luôn. Này, cầm bỏ vô giói xem. Ok thì các bạn ơi, nãy giờ anh em mình cũng đã thăm bẫy hết cũng mười mấy cái bẫy cũng đã khâm xong hết rồi các bạn. Thì thành quả là dính được hai em mềm bịp nữa các bạn. Đây một con mềm bịp già với một con mềm bịp non các bạn. Thì giờ bốn anh em mình giờ ai cũng mệt hết các bạn. Giờ thì dính được thành quả hai con này thì anh em mình sẽ về mần đó, mình nướng hay mình làm cái món gì đó để bốn anh em mình ăn nha. Thì clip của mình đến đây là hết luôn. Giờ hẹn tất cả các bạn những clip tiếp theo của Linh Gầm TV nha. Các bạn thấy clip của mình hay thì cho mình một like, một subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Bye tất cả các bạn nha. Bye bye mày.